Alo, website thợ sơn nhà đẹp.net xin gửi tới khách hàng các cái mẫu sơn phòng ngủ màu hồng cực kỳ đẹp và bắt mắt. Đấy. Rất là cá tính và nổi bật dành cho các bé gái và thiếu nữ. Đơn giản là những ai yêu thích màu hồng hoặc là fan của màu hồng thì bộ sưu tập các cái màu sắc hồng như hồng phấn, hồng đào, hồng cam, hồng cánh sen cực kỳ đẹp, đấy, kể cả hồng tím cực kỳ đẹp và bắt mắt. Đấy, các bạn trẻ nếu có ý định trang trí cho căn phòng ngủ của mình cực kỳ sinh động và lôi cuốn, hãy đừng bỏ qua video này. Với công nghệ pha màu bằng máy vi tính và bộ sưu tập quạt màu trên 2.000 màu sơn khác nhau thì bất cứ một màu sơn nào các đại lý sơn chúng tôi đều cung cấp theo bất cứ một thiết kế nào đều có. Báo giá cho 1 m² hoàn thiện thi công sơn tường màu hồng dao động từ 30 đến 50 nghìn đồng 1 m². Số điện thoại đội thợ sơn nhà Hà Nội 0965 559 334. Đấy. Các bạn hãy liên hệ ngay để được thi công như ý. Truy cập website thợ sơn nhà đẹp.net để biết thêm một số cái thông tin liên quan đến sơn. Và biết đâu các bạn lại tìm cho mình được một cái màu sơn phòng ưng ý phù hợp nhất. Cực kỳ đẹp. Nên các bạn có thể thấy là tông màu hồng từ nhẹ nhàng đến rực rỡ đều có cả, rất là đẹp và bắt mắt. Bước vào một căn phòng như vậy thì cảm giác nó rất ấm áp và tươi tươi trẻ, nói chung là trẻ trẻ trung, nó tươi tắn, nó sáng bừng lên. Xin chào tất cả mọi người.